Rồi, hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh trả lời với tên nhận thức của mình. Hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn một trong những cái sản phẩm, đó chính là cái chữ Hyundai dán ở trên tất cả các dòng xe. Đây là chữ Hyundai bé các bạn nhá. Dòng này thì nó sẽ có hai dòng chữ, một là chữ Hyundai dán cho xe dòng xe HT lên tảo là từ HT 65, HT 88, 99 rồi Lưu Mai Tuy 110S rồi thậm chí là 110SL, thậm chí là dán cho dòng X8 đấy, và một số dòng xe đó. Đấy, rồi hôm nay thì mình xin đo lại kích thước các bạn. Một số các bạn có hỏi mình là hôm nay cái chữ Hyundai nó cao dài bao nhiêu để điều khiển chế, thì hôm nay mình sẽ đo kích thước các bạn nhé. Ở đây là chữ xịn 100% Hàn Quốc. Đấy, đây là mình vẫn còn chưa bóc ni lông ra này các bạn này. Đấy, chưa bóc ni lông ra nhé. Đấy, cái mạ nó nét căng như này các bạn nhé. Đấy, còn nếu bóc ni lông ra thì nó sẽ sáng hơn rất nhiều nữa. Đó, hôm nay thì mình sẽ đo cho các bạn cái kích thước của nó. Đây, kích thước của nó đây các bạn này. Kích thước phủ bì của chữ này đây, đó là 13. Và độ cao các bạn nhé, để các bạn biết thì các bạn có thể đắp vào những cái chỗ mà các bạn cần bắt. Đó các bạn thấy không? Ok chưa? Đó các anh em nhé. Cái này rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc là cầm cái này, chúng ta lửa như này và chúng ta bóc như này, chúng ta dán vào xe các bạn, đảm bảo các bạn không bao giờ bị bạc màu và không bao giờ bị bung các bạn nhé. Hàng này làm xịn 100% Hàn Quốc luôn chứ không phải là Trung Quốc. Đó, anh em nào có nhu cầu mua chữ Hyundai này thì ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978 23083 và 0788 23038. Thank you anh em rất nhiều và gặp lại anh em ở video sau.